Kính thưa các bạn, hôm nay Tiết giả dạ xin chia sẻ chủ đề nói về ráng niệm Phật để bình an mà được qua căn bệnh lạ trần gian kỳ này nha các bạn. Trần gian kỳ này có những cái căn bệnh lạ mà mình không có bao giờ mình biết trước đâu các bạn. Bài này á là tiếng già chia sẻ cho anh chị em nào bận rộn không thể có thời gian để tu được thì cũng như mình cứ đi đứng nằm ngồi niệm a di đà nha các bạn a di đà phật độ chúng dân quan thế âm lân mẫn ân cần dớt lê thứ khổ trần đọ là ở trần thế này nó khổ lắm các bạn ơi mình cũng như là mình đọa lạc ở trần thế này đã từ lâu rồi mà mình không biết bây giờ tiếng và chia sẻ để các bạn nào cũng như là quá bận rộn nè, rồi không có thể nào tu được thì bây giờ có pháp môn niệm phật, các bạn niệm lục tự di đà nam mô a di đà phật. Rồi nếu như mà các bạn nói rằng niệm nam mô đại từ đại bi quảng đại linh quang thế âm bồ tát có được không? thì cái này nó dài lắm các bạn thấy không? rồi làm sao các bạn thuộc nổi? cho nên nếu mình quá bận mà mình chưa có thuộc kinh thì mình niệm lục tự di đà tại vì niệm quan thế âm bồ tát á là nguyên một cái bài kinh á rất là dài luôn đó các bạn nam mô đại từ đại bi quảng đại linh quan thế âm bồ tát rồi nam mô cứu khổ cứu nạn quan thế âm bồ tát bá thiên dạng ước phật hằng hà xa số phật vô lượng công đức phật nói chung là nguyên một cái bài rất là dài luôn các bạn ơi thì bây giờ á mình à, cũng như là mình không có thuộc kinh nè, mà mình quá bận thì các bạn niệm Nam Mô A Di Đà Phật, lục tự Di Đà cho nó nhanh nha các bạn. Mình dạy cho cháu ngoại mình á chỉ có mấy giây thôi là bé thuộc đó các bạn, rất là dễ. Các bé rất thích nam mô a di đà phật đó tại vì các bé cũng có tâm phật các bé cũng có tiền căn coi như là tu tập cho nên mình hả coi như dạy rất là nhanh đó các bạn vì trần gian đó là đang có cái căn bệnh lạ mà nó xâm chiếm vào cái cơ thể mình đây là có thực sự nha các bạn chứ tiết già không phải là nói giống như nói qua lo đâu tại vì có những bệnh mà nó vô tới xương phải cắt bỏ đó các bạn có người bị tới xương hàm luôn phải đi phẫu thuật, Tiết Già cũng đã bị mấy chục năm rồi có một khối u ở ngay xương hàm nó đâm vô cái xương hàm, phải coi như là bác sĩ đục cái xương hàm ra để lấy khối u đó các bạn tại vì mấy chục năm về trước á, là Tiết Già không có biết tu, thuộc kinh thì thuộc niệm Phật cũng có nhưng mà không có tu hành, không có trường trai cho nên nó cũng còn những cái mà mình phải giống như nó dướng mắt đó các bạn, thì Tiết Già chia sẻ tại vì cái thời kỳ nó đã tới cũng như rất là gấp rút rồi, nhiều cái bệnh rất là lạ nhưng mà mình niệm Phật có nhiều khi cái khối u của mình nó cũng như từ cái ác tính mà nó chuyển sang được lành tính coi như được Phật độ cho mình, qua khỏi những cái tai ương tai ách trên trần gian đó các bạn. Kỳ này á có nhiều cái nhiệm màu và cũng có nhiều cái bệnh rất là lạ lùng luôn. Nếu mà hả mình mà không tu tập á thì coi như á hả là mình bị gì nè mình bị nó ăn vô tới cái xương hàm ăn vô cái xương tỉ rồi hả xương khớp mình tất cả những cái ngũ tạng lục phủ nói chung là không biết nó chạy tới đâu là nó bệnh tới đó đó các bạn các bạn uh, ráng niệm phật nè cho tinh tấn hen thì tự động coi như là một thời gian á các bạn chuyển hóa cho các bạn ăn chay giữ giới nó rất là lạ rất là nhiều bạn nói sao ngộ ghê vậy cô sao mà con niệm phật thời gian cái tự nhiên giờ con thấy thịt con ăn vô nó ói ra rồi con cũng không có uống bia được luôn tất cả những gì là mình được chuyển hóa hết chuyển đổi những cái mà xấu xa ác trượt của mình chuyển qua thiện lành đó các bạn khi mà chúng ta đó niệm phật á là mình được chuyển căn lành nè và chuyển được quá độ cho chúng ta được trở về cũng như là cái kỳ này á là không tu là không có trở về với cái ngôi vị xưa được đâu các bạn niệm phật mà đặng bình an giàu sang ỷ thế lại mang tai nàng tới chừng thấy quả khóc than dầu cho kêu réo chuyển vang đặng nào khi mà chúng ta đã mắc cái căn bệnh hiểm nghèo rồi thì lúc này hả là mình quýnh quán mình không có biết nơi nào để tu tập nơi nào để niệm phật đó các bạn thường thì á không chịu tu á không chịu tu rồi không chịu niệm phật nè rồi đến khi bệnh tật á thì than trời trách đất nè bấy lâu chưa biết dạy khôn bây giờ có phật giáo ngôn cho mình tu nhân là kẻ hữu tình lung lăng là đứa khác hình nhân gian người mà không chịu tu rồi đó xài hết cái phước rồi các bạn biết không là hạ nó khác với cái hình nhân gian rồi nói tại sao mà tôi bị thế này tôi bị thế kia cái mặt tôi đang tròn trịa nó đẹp gì nè mà tôi coi như là thiếu phước thiếu tu rồi tôi bị cũng như quan gia trái chủ nó len lỏi vào cái xương hàm cái khớp xương của tôi rồi hả nó làm cho hả biến dạng tất cả những gì là do gì do nhân quả của mình mà ra các bạn thấy rằng lúc mà hả cha mẹ mình sanh ra nè không có tàn tật đúng không là biết mình đã có phước rồi rồi mình ý lại dựa vào cái phước này Mình thấy mình đẹp, mình sang, mình đầy đủ tứ chi tay chân mặt mày Coi như là khôi ngô Rồi mình được gì, mình được giống như là trí thức nè Mình làm việc cũng như lương cao hơn người khác nữa Rồi mình không chịu coi như là tiếp tục tu mình sống nghinh ngang rồi một ngày coi như là bất chợt mình xài hết cái phước cũ rồi tự động quả nó mới ập tới chứ không phải tự nhiên mà nó tới các bạn ơi quả cũng là do mình tạo chỉ vì mình muốn ăn ngon mặc đẹp nè mình muốn hơn người mà mình rớt vào cái dòng gì u mê trần thế tại mình ăn á lúc nào mình cũng ăn cái món đó phải đầy đủ gia vị phải cái con còn sống nhiếp nó chặt ra thịt tươi tôi mới chịu rồi còn khoe lên trên mạng cho mọi người nhìn thấy để người ta thèm khác để người ta ăn theo mình nữa kéo thêm bao nhiêu người nữa các bạn thấy không tự động mình rớt vào cái cũng như cái cõi mà u mê ngay cái trần thế này mà mình không biết đó các bạn rồi mình muốn hả à, mặt phải đẹp hơn người là lụa là tức là gì ham danh ham lợi rồi mình hả suy nghĩ ra gì nè mở nhà hàng, mở công ty, mở quán ăn làm giàu Nhưng mà mình vô tình rồi mình giết nhiều chúng sinh yếu kém đó đó để làm món ngon cho thực khách Rồi cuối cùng những con vật đó tuy nó không có biết nói nhưng mà nó có lòng quán hận Lâu ngày nên coi như là chúng len lỏi vào cái ngũ tạng lục phủ của chúng ta hoặc là ăn sâu vô xương tủy nè làm đau nhiều chứng dị kỳ dương thế chuyện gì cũng có chuyển lay sống dương thế hành thì căn bệnh xui tai nàng dập dính theo mình nếu như chúng ta không biết tu chúng ta không biết niệm phật chúng ta không biết hiền lành thì coi như là sống tại dương thế này các bạn thấy không hai câu này là trong kinh sám hối của đạo cao đài tiết già không bao giờ mà dám coi như là tự đặt nha các bạn sống dương thế hành thì căn bệnh xui tai nàng dập dính theo mình rồi mình hỏi tại sao mà coi như nó bệnh hoài luôn rồi tai nạn sao mà nó tới liên tục luôn trong một cái gia đình nó bất an bất ổn đó các bạn tiết già chia sẻ tại vì cái kỳ ba này là cái kỳ ráo riết cho tất cả chúng sanh nhân nào là phải trả một cái quả đấy mà trả nhồi quả nữa cho nên rất là đau khổ cho nên tiết già mới chia sẻ để các bạn ráng niệm phật dù mình bận cỡ nào đi nữa mình cũng ráng niệm Phật, dễ lắm các bạn ơi. Đi đứng nằm ngồi, Nam Mô A Di Đà Phật chỉ có 6 chữ thôi mà mình niệm trong tâm mình cũng được. Khi mà mình đi ngoài đường nè, mình niệm đâu có ai mà biết mình niệm Phật đâu các bạn nó rất là dễ đúng không các bạn nói chung là ai mà không bị bệnh các bạn ai cũng bị bệnh hết ít hay nhiều thôi nhưng mà mình biết sám hối mình biết ăn năn mình biết được cái tội lỗi trong tiền kiếp hoặc là cái kiếp này của mình đã làm sai trái thì bây giờ mình hả niệm Phật Nam Mô A Di Đà Phật đây là pháp môn tịnh độ để cho các bạn bận cỡ nào các bạn cũng có thể tu được rất là dễ tu tại gia hoặc là các bạn đi buôn bán làm ăn đi nơi xa nơi nào cũng có thể coi như các bạn tu được tại vì khi mình tu rồi đó là ăn năng khử ám hồi minh từ bi trời Phật rộng tình xét cho nếu mình đã ăn năng rồi thì mình khử ám cũng như là mình hồi minh tức là minh tức là sáng mình không có còn mê muội nữa mình bước ra ánh sáng mình hồi lại cái minh mẫn cái sáng suốt của mình thì tất cả chúng ta đến mặt trần gian này các bạn cũng vì mình mang cái xác phàm này thân tứ đại này nên cái dục vọng coi như ham muốn khó mà tránh được lắm các bạn mình không có nên coi như là trách ai mình không có nên nói ai mà tất cả chúng ta coi như là phải đến với con đường tu nên mà khi mình gặp được phật pháp đây là một cơ hội mai duyên để mình vì mình tu sửa để mình ăn năng mà khử ám hồi minh tức là mình tẩy rửa hết những cái việc sai trái của mình để mình phục hồi vì cái tánh sáng của mình mà mình lánh xa cái sự cám dỗ nơi cõi tạm nó quá đơn giản để cho các bạn tu mà nó cũng dễ hiểu tại vì tiết già là người cũng như là để học để chia sẻ lại các bạn chứ tiết già cũng không phải là giỏi giang gì á các bạn cho nên những cái lời nó rất là bình thường nó rất là nhẹ nhàng để cho các bạn dễ tu tại vì cõi tạm này á là các bạn biết rằng cái gì nó cũng tạm vợ tạm chồng tạm con tạm rồi cái thân xác này nó cũng tạm rồi một ngày nào đó đó nó cũng tan rã nè rồi nhưng mà tại sao mà mình lại đến cái cõi tạm này? Tại vì mình mượn cái cõi tạm này để mình học tu sửa hạnh mà mình tiến hóa để giữ cái chân thần cho đến ngày hội ngộ, để mình được gì mình được trở về với Thượng Đế đó các bạn. Video tiết già chia sẻ đến đây kết thúc. Xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều. Hẹn các bạn gặp lại video tiếp theo.